Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết vừa tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai tổ chức lễ hội Trung Thu năm 2023. Hiện nay, 18 phường, xã và 3 trường học đã đăng ký các mô hình lồng đèn và đang tiến hành thực hiện. Trong đó, nhiều đơn vị làm 2 mô hình lồng đèn lớn. Theo kế hoạch, sau mỗi lồng đèn lớn là 80 lồng đèn nhỏ. Tổng số lượng lồng đèn lớn là 29, lồng đèn nhỏ là 2.320 chiếc. Từ nay đến ngày 5 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các trường học, phường, xã tổ chức cho học sinh làm lồng đèn Trung Thu. Bên cạnh đó, tiến hành kiểm tra chất lượng, số lượng lồng đèn và tiến độ thực hiện làm lồng đèn của các đơn vị. Lễ hội Trung Thu thành phố Phan Thiết năm 2023 có chủ đề Chào mừng năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận hội tụ xanh, thiếu nhi Phan Thiết vui Tết Trung Thu, học hành chăm ngoan, làm theo lời Bác sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày 27 tháng 9, tức ngày 13 tháng 8 âm lịch tại quảng trường Nguyễn Tất Thành và diễu hành trên đường phố.